chào bác nha, chúc các bác một ngày mới vui vẻ nha. Thì hôm nay cửa hàng lại tiếp tục về thêm một em Kubota L5018 nữa nha bác. Xe cực kỳ là đẹp luôn nha. Xe này tình trạng máy là zin 3 cục nha bác, zin 3 cục là zin toàn bộ nha. Này, là Kubota 5018 nha, dòng máy cày Kubota đời mới nha bác, xe cực kỳ là đẹp luôn. Giá cũng cực kỳ là tốt luôn nha các bác. Này 5018. Cái dòng máy 5018 này rất là phổ biến luôn nha. Rồi vậy mình phải đi vô từng phần máy cho bác mình cùng xem nha. Vì máy là tình trạng máy đang zin là zin 3 cục nha bác. Vỏ hôm số lốp em nói đang xài là 8/18 nha, vỏ đầu 8/18. Vỏ sau của em nói là 13.6/26 nha bác. Vỏ không bự luôn nha. Rồi vô phần đầu đèn nha bác, vô từng phần chi tiết cho bác mình cùng xem nha. Đầu đèn gì rất là sáng luôn bác ơi. Này. Mặt la răng mà trước này, đèn hồi lôi luôn nha bác. Đầu đèn rất là sáng. Máy là nguyên bản nguyên zin. Này vô từng phần cầu cho bác mình cùng xem nha. Ốc tán là nguyên bản nguyên zin hết nha bác. Này. Rồi phần bơm nha. Bơm của em nó này. Rồi phần động cơ, để lên phần động cơ cho bác mình cùng xem nè. Này động cơ bên trong nha các bác. Động cơ rất là đẹp luôn các bác ơi. Động cơ bên trong này. Này, mặt la răng ngoài trước nè, long lanh luôn nha các bác. Các bác mình đang quan tâm các dòng máy Kubota hoặc 50 như vậy thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Hàng này vừa mới về nha bác, xe cực kỳ là đẹp luôn nha. Máy zin 3 cục là zin toàn bộ nha bác. Này các nước nha bác. Các nước còn đen lùi luôn nha. Vô e, bình ắc quy của em nó này. Rồi, nãy vô nha bác, vô còn đen lùi luôn nha. À, cái cổ bô thì còn rất là dày luôn các bác ơi. Cổ bô còn rất là dày luôn. Nở cái bô ở bên trong này còn màu đen luôn nha. Bên trong là còn màu đen luôn. Xe này chạy rất là ít nha bác. Này phần máy nha, vô từng phần cho bác mình cùng xem. Vỏ này. Rồi vô phần số nữa bác. Số này, mấy cái cần hắn đồ nè, long lanh luôn. Ốc tán nguyên bản hết. Này, phần số dưới nha bác. Này. Phần số dưới này ốc tán là nguyên bản hết nha. Này 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 này. Ở ngoài sau kia đâu này. Nguyên bản hết nha các bác. Nguyên bản nguyên si của em nó hết. Các bác nhà mình đang quan tâm dòng 5018 này hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Giá cực kỳ là tốt luôn các bác ơi. Giá cửa hàng đưa ra là bao gồm là bao bảo dưỡng sơn phết hoàn toàn miễn phí, với cái thứ hai là bao xe vận chuyển về tới nhà cho các bác mình luôn nha. Động cơ cực kỳ là đẹp luôn các bác ơi. Gọi lên nổ máy cho các bác nghe tiếng động cơ lên chị ơi. Gọi ra sau đùi của em nói cho bác mình cùng xem nha. Nguyên bản nguyên zin nha bác. Này. Nguyên bản nguyên zin. Má hắn đồ bên trong này. Đuôi xế còn rất là chạy. Vì cái tình trạng đuôi xế này còn rất là đẹp nha bác. Vì mấy con máy này về rất ít là đi xế luôn nha. Rất ít là đi xế luôn. Này các bác nhìn nè. Mấy cái phần cần hắn đồ, cần ga đồ nha bác. Ốc tán nguyên bản nguyên si. Này. Lên ga cho bác mình cùng xem. Két nước Boe còn rất là đẹp luôn nha bác. Này. Tình trạng máy là zin 3 cục nha. Đâu lên đồng hồ tôi ơi. Lên hết tôi rồi. Lúc kim luôn nha. Lúc kim luôn nha bác. Máy đập lúc kim luôn. Rồi xong cái bố xuống rồi test máy cho bác mình cùng xem đi. Này hở sập cái bố xuống nha bác. L5018 nha. Dòng máy rất là phổ biến luôn nha. Hộp số này trang bị là 8 tiếng 8 đùi nha bác, tiếng rồi làm tóc. Vỏ sau vỏ trước đều rất là đẹp luôn. Rồi xuống một chậm đi, một chậm đi, một chậm thử hắn cho bác mình cùng xem. Rồi lên một chậm nha bác. Rồi vô phần hắn này, hắn đạp bên nào là ăn bên đó nha bác. Này hắn đạp bên nào ăn bên đó. Rồi 5018 hàng vừa mới về luôn, các bác nào quan tâm cái dòng lời 5018 hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Đây cửa hàng nha bác, cửa hàng Nam Cơ Hưởng Phát nha, địa chỉ 15 Hành A, xóm Hậu, Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp nha. Hotline là 0338952 nha bác. Còn số Zalo là 0769788713 nha. 5018 xe cực kỳ là đẹp luôn. Tình trạng máy là zin 3 cục nha bác, là zin toàn bộ nha. Này cục giá cực kỳ là tốt luôn nha bác, giá cực kỳ là tốt luôn.
bác nhà mình đang quan tâm các dòng máy Kubota hoặc Yamaha từ 26 mã lực cho đến mấy chục mã lực thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Rồi, được rồi. Bật đèn ơi. Đèn, đèn. Rồi ok, đèn đuốc đầy đủ. Rồi ta lái đi, ta lái trợ lực 100% bẻ rất nhẹ luôn nha các bác. Rồi các bác nhà mình đang quan tâm các dòng máy nào hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Này. Rồi, cái gì là đẹp các bác ơi. Rồi lên ga đi, lên ga ơi. Đạp ga luôn, nhịp ga luôn. Rồi, nhịp ga, nhịp ga.